Rồi các bạn nhìn này, à, đây là lược đồ khối để tạo ra cái nguồn 3V 5V và các bạn sẽ áp dụng cho tất cả các laptop. À, gần như IC dao động 3V 5V nào cũng hoạt động theo nguyên lý như này. À, thứ nhất là các bạn có một điện áp VCC cấp vào lôi cho IC thì cái điện áp này chính là cái nguồn B cộng hay là nguồn đầu vào của các bạn. Có tồn tại hai cái mức điện áp đó là 19V hoặc là 10V khi các bạn dùng pin. Cái điều kiện thứ hai các bạn cần có là có một cái chân toner Uh, có ba cái ngưỡng điện áp dao động là 0V, 2V và 3 v Để quyết định cái tần số hoạt động IC, có nghĩa là cứ quyết định cái độ cao của cái sung ở đây này. Nhưng cái này các bạn chỉ đo được ở cái trạng thái là khi các bạn dùng oscillo. Uh, cái trường điều kiện thứ ba đó là các bạn phải có một cái chân enable cho khối dao động 3V 5V hoạt động. Thì uh, đại đa số là nó sẽ đi theo cái trường phái đó là 3V một đường, 5V một đường. Uh, chỉ có một số máy À, chỉ có một số máy là en chung, còn đại đa số là 3 đi đường 3 và 5 đi đường 5. sau khi có chân enable thì các bạn có cái điều kiện là có cái xung nhịp nhưng thường thì các bạn sẽ đo được điện áp đây, các bạn thường đo điện áp đây. Nó dao động là tầm 5V các bạn khi các bạn đo thì nó thường là điện áp bằng 5V. Còn nếu các bạn dùng HN401 các bạn đo đây thì tần số nó dao động từ 500 kHz đến 800 kHz. Vì vậy đo tần số đây là đo chuẩn nhất nhưng cái ngưỡng tần số 500 và 800 khi dùng đồng hồ H này 4 HL 401 thì nó cũng hơi gọi là khó đo. À, nơi khó đo nên ít người đo ở đây nhưng khi đo ở đây thì nó đạt cái tỷ lệ khoảng 90% là nó chuẩn xác. Thì à, nếu các bạn đo quen thì nên đo tần số ở cái vị trí chân G của cái mốt phép trên của nguồn sung. À, thì chúng ta sẽ có lần lượt là từng mốt phép hoạt động, còn một con mốt phép hoạt động trên, hoạt động trước. Sau đó các bạn có cái điện áp ở chân pha là cái chân ở giữa đây này, này à, thì sau đó tiếp tục đó là mốt phép dưới hoạt động các bạn đã kéo hết điện áp xuống mát quá trình này cứ đập đi lặp lại các bạn thu được một cái điện áp là 3V hoặc 5V ở cái vị trí trước cuộn dây hay là ở cái vị trí chân pha của IC à, và cái điện áp này thì nếu à, khi các bạn dùng oscillo các bạn đo thì nó sẽ có dạng gợn sóng dạng hình xin này lên xuống như kiểu con chuột này cái điện áp lui cho máy là điện áp một chiều định cái điện áp tạo ra bởi cái khối nguồn sung thì nó lại một dạng điện áp xoay chiều vì vậy nó sẽ được lọc bởi một cuộn dây và một tụ điện nếu cuộn dây lỗi cuộn dây tăng tỉ số thì các bạn sẽ cản trở dòng điện đi qua thì cái này sẽ cản trở đường điện đi qua và sẽ không đủ nuôi máy nhưng cuộn à, dây trong laptop thì rất ít khi lỗi không như pc rất ít khi nó lỗi gần như nó không lỗi bao giờ cả những cuộn dây to này thì gần như nó chưa thấy chưa thấy nó lỗi bao giờ Trừ khi các bạn thấy cái khu này lắng rát lên thì các bạn mới lên đi thay cuộn dây. Khi các bạn đã thay thế hết linh kiện ở khu 3V 5V mà không hết nắng IC, không hết nắng cuộn dây thì các bạn nên đi thay cuộn dây. Nhưng mà cuộn dây của laptop nó quá dễ thay rồi, vì vậy là khi nắng khu là nhưng cái tỷ lệ thì 1000 con các bạn dính một con là do lắng khu dao động 3V 5V do cuộn dây thôi, chứ rất ít. À, sau đó, điện áp này được san phẳng thành điện áp một chiều bởi một tụ điện 330 fara và phẩy v ở những cái tụ nhôm này nhôm trước mình đã nói các bạn là lên tiến hành thay thế và dùng kìm bẻ đi luôn thay thế bằng tụ 330 màu đen trong quá trình các bạn sửa chữa để hạn chế cái tình trạng đó là mất điện áp ở sau cuộn dây hay là chạy ngắt ở laptop sau khi nó lấy ra được điện áp một chiều ở dương tụ thì ngay lập tức nó có một cái đường feedback đưa về để điều khiển, à, tiếp tục điều khiển chân G của các mốt phép tăng giảm để thu được giá trị điện áp mong muốn vì vậy nếu tụ này khô thì cái điện áp đưa về vẫn dưới dạng xoay chiều thì ngay lập tức là cái điện áp ra sẽ bị ngắt luôn. Vì vậy là tối quan trọng trong quá trình sửa chữa rất nhiều men mình đã gặp đó là các bạn cứ thay tụ 3V 5V đi sẽ chứa được rất nhiều bệnh chập chờn ở những cái dòng laptop trong quá trình các bạn sửa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào sơ đồ khối. Còn cái trở kháng thì chúng ta đã nghe đi nghe lại rồi, không bàn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ vào sơ đồ khối, chúng ta tìm những cái chân trong quá trình chúng ta sửa chữa. Và bạn nhớ hai cái chân luôn ghét và lờ ghét này thường có điện áp là 5V. Còn nếu các bạn đo tần số thì tùy từng bên nó có dao động từ 500 đến 800 kWh hoặc là tùy thuộc vào cái chân toner này nó đang ở cái điện áp bao nhiêu thì cái tần số ở đây có thể là 300, 500 hoặc 800 thì tùy từng trạng thái. Cái đó thì là thụ phụ thuộc vào cái chân toner này. Rồi chúng ta sẽ vào cái sơ đồ. À vậy đánh đánh thứ tự ngược là ngược để các bạn sửa này. Bắt buộc là phải có chân VCC phải có chân toner phải có chân enable cho ic hoạt động sau đó phải kết nối thông mạch từ ic ra mốt phép trên và mốt phép dưới và phải được lọc bởi tụ điện và có một đường feedback đưa về thứ tự các bạn đánh thứ tự như vậy một này hai này ba này à, bốn này tụ điện là năm này feedback đưa về là sáu bản thân ic sống là bảy bảy cái yếu tố quan trọng trong quá trình tạo ra nguồn ba v năm v còn về cái mặt trở kháng thì chúng ta không bàn tới bắt buộc các bạn phải kiểm tra